này xá lợi tử vì pháp không quên mất rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì tánh luôn luôn sản rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì trí nhất thiết rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì quả dự lưu rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì quả vị độc giác rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì tất cả hạnh đại bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng này xá lợi tử vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là trong sáng